Chỉ ít ngày nữa, các đơn vị trong toàn quân sẽ chính thức bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2020. Xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị đã tập trung lực lượng, tích cực chuẩn bị về con người và vật chất huấn luyện để sẵn sàng cho một năm huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại một số đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát biển. Để huấn luyện đạt kết quả tốt nhất, ngay từ đầu năm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thành lập các tổ giáo viên, soạn thảo giáo án bài giảng và thực luyện thông qua theo đúng quy định. Bố trí 29 phòng học theo các chuyên ngành, chuẩn bị bảng viết, màn hình, máy chiếu, phục vụ giảng dạy, học tập. Củng cố và làm mới 25 mô hình học cụ huấn luyện, 35 sơ đồ, hình vẽ. Các nội dung chuẩn bị phù hợp với thực tế trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị và với phương châm hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Trong cái quá trình huấn luyện thì chúng tôi đã soạn được hơn 50% là các cái giáo án điện tử để phục vụ cho huấn luyện. Mà cái làm cái mô hình học cụ ấy, thì cái kinh phí để tổ chức huấn luyện nó giảm đi. Vì đây nó là một trong những các cái mô hình là trực quan sinh động nhất, mà chính là những cái bàn tay của cán bộ chiến sĩ tự làm ra, thì trong quá trình làm là đã là một lần học. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng chú trọng công tác quán triệt, bồi dưỡng chuyên ngành thông qua các hội nghị tổng kết công tác cảnh sát biển cho cán bộ chiến sĩ. Triển khai bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, bồi dưỡng cho cán bộ còn yếu, mới ra trường, giúp cán bộ các cấp củng cố, nắm chắc kiến thức nghiệp vụ, pháp luật chuyên ngành. Với chuyên ngành được đào tạo là một chiến sĩ cơ điện, bản thân tôi đã được các cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, giao nhiệm vụ công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020, đã được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành. Cùng trên cơ sở đó, tôi đã được nắm chắc, sử dụng thuần thục các trang thiết bị máy móc hiện có trên tàu. Với đặc thù phải thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển trong thời gian dài, với điều kiện thời tiết phức tạp, nên Vùng Cảnh sát biển 3 đã chú trọng công tác tập huấn, tổ chức các tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có người bị đuối nước. Cùng với đó, đơn vị cũng tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội thông qua các khóa huấn luyện bơi lội trên biển nhằm nâng cao kỹ thuật bơi, sức chịu đựng của cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ dưới nước trong thời gian dài và điều kiện sóng gió trên biển. Thì cái nội dung huấn luyện về thể lực cũng rất là quan trọng. Có kế hoạch, ngay từ đầu năm đã có những cái kế hoạch trong cho huấn luyện thể lực, nội dung được phân chia đối tượng theo các nội dung theo quy định trên 45 tuổi và dưới 45 tuổi. Theo các cái giáo án và chương trình huấn luyện của trên. Và đến giờ phút này thì nội dung huấn luyện thực hiện rất tốt đối với cán bộ chiến sĩ khối tàu và khối nghiệp vụ 100% biết bơi và thực hiện được cái nhiệm vụ. Sự chuẩn bị tâm huyết khoa học về mọi mặt này giúp cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tự tin bước vào mùa huấn luyện mới với quyết tâm đạt đơn vị huấn luyện giỏi.